quý vị, Cộng sản Việt Nam phản đối việc Trung Cộng đưa phi cơ thả bom ra Hoàng Sa. Tin đến từ Hà Nội, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phản đối về việc Trung Cộng đưa phi cơ thả bom ra quần đảo Hoàng Sa sau khi có tin là Bắc Kinh đã điều phi cơ S-6G đến đảo Phú Lâm vào đầu tháng 8. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vào chiều 20 tháng 8, phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng nói rằng hành động trên của Trung Cộng không chỉ vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Bà Hằng nhấn mạnh rằng Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam và Hà Nội có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo này phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà Hằng nói, Việt Nam kêu gọi các bên có đóng góp trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông. Vào cuối tháng 7, thì Trung Cộng đã đưa tin đã điều phi cơ thả bom S-6G và S-6J ra diễn tập ở Hoàng Sa. Diễn tập bao gồm cất và hạ cánh, tấn công từ xa và thả bom vào các vị trí trên mặt biển. Trung Cộng cũng điều tàu thăm dò và tàu hải cảnh vào hải phận của Việt Nam và Malaysia. Dẫn nguồn từ Marine Traffic, Reuters đưa tin vào ngày thứ Năm hôm nay, hải cảnh Zhongko Haijing số 111 năm 2004 của Trung Cộng đã tiến vào lô 06.1 là một khu vực khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Cảnh sát tuần duyên của Cộng sản Việt Nam đã sang Hoa Kỳ để mà huấn luyện tiếp nhận tàu WHEC 726. Tin đến từ Việt Nam có Đài Á Châu Tự Do RFA đưa tin, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa đoàn sĩ quan cảnh sát tuần duyên đi huấn luyện và tiếp nhận tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton tại Hoa Kỳ. Chuyến đi được lên kế hoạch từ lâu nhưng đã bị hoãn do đại dịch COVID-19 và giờ đây là thời điểm để thực hiện. Kính thưa quý vị, con tàu 726 này là một cái tàu tuần tra thứ hai mà cảnh sát tuần duyên Cộng sản Việt Nam tiếp nhận từ Hoa Kỳ. Trước đó thì về phía Việt Nam đã tiếp nhận tàu tuần tra 722 lớp Hamilton được cải thiện từ USCGC Magento của tuần duyên Hoa Kỳ. Cảnh sát tuần duyên Cộng sản Việt Nam cho biết hai tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng này trong việc tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển. Tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton được hoán cải từ tàu USCGC John Midget của tuần duyên Hoa Kỳ. Tàu có tầm hoạt động 14.000 hải lý và thời gian trên biển liên tục là 45 ngày. Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đang thắt chặt quan hệ, trong khi Trung Cộng tăng cường quấy nhiễu ở Biển Đông nhằm độc chiếm vùng biển giàu tài nguyên và quan trọng trong giao thương quốc tế. Hoa Thịnh Đốn tăng cường viện trợ và huấn luyện cho lực lượng hải quân của Cộng sản Việt Nam, trong đó có cảnh sát tuần duyên, thưa quý vị. Thưa quý vị, có thể làm sạch khẩu trang N95 bằng nồi điện. Wow, một cái tin rất là lạ. Một trong những thách thức đang diễn ra của đại dịch COVID-19 là khẩu trang N95. Tại sao lại cần phải mua và vận chuyển số lượng lớn khẩu trang N95? Kính thưa quý vị, lý do chính là bởi vì rất khó để mà làm sạch khẩu trang này mà không làm chúng bị hư hại. Bởi vì việc khử trùng khẩu trang N95 cần đến các vật tư y tế cao cấp. Tuy nhiên thì một nghiên cứu mới cho thấy một chiếc nồi điện với giá là 50 Mỹ Kim cũng có thể giúp làm sạch khẩu trang N95. Một bài báo mới được viết bởi ký giả Alison Chiu trên tờ The Washington Post cho biết là hai giảng viên trường Đại học University of Illinois ở Urbana-Champaign là tiến sĩ Thanh Nguyễn và tiến sĩ Vishal Verma được giao nhiệm vụ giúp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe địa phương tìm thêm thiết bị bảo vệ cá nhân. Sau đó thì tiến sĩ Thanh Nguyễn và bà Verma đã đưa ra một ý kiến khả thi rằng liệu một chiếc nồi điện có thể khử trùng khẩu trang N95 hay không. Họ nhờ một sinh viên đi tìm kiếm một cái thứ gì đó có giá thấp và dễ dùng nhất. Cuối cùng họ đã quyết định dùng nồi áp suất Farberware để thực hiện thủ thuật này. Và tiến sĩ Thanh Nguyễn cùng với tiến sĩ Verma đã viết một bài nghiên cứu về việc này.
Theo tờ Crown đưa tin, thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cài đặt thời gian 50 phút không áp suất ở nhiệt độ 212 độ F giúp khẩu trang được làm sạch hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến độ co giãn hoặc là hiệu quả của lọc của khẩu trang. Được biết là giáo sư Thanh Nguyễn tốt nghiệp tiến sĩ ngành kỹ sư môi trường và dân dụng cũng như là tại trường đại học John Hopkins University vào năm 2005 thưa quý vị. Ủy ban Thương mại Liên bang FTC tìm kiếm một cái lệnh cấm chống lại một công ty tại Garden Grove vì các vấn đề vận chuyển và tuyên bố sai lệch về sản phẩm. Ủy ban Thương mại Liên bang, viết tắt là FTC, đang tìm kiếm một lệnh cấm đối với chủ sở hữu của Clony, là một cửa hàng trực tuyến ở Garden Grove thuộc công ty QYK Brands LLC. Cửa hàng này bị cáo buộc đã không cung cấp kịp thời nước rửa tay, các thiết bị bảo vệ cá nhân cho người tiêu dùng và đưa ra tuyên bố sai lệch về khả năng bảo vệ và ngăn ngừa COVID-19 của sản phẩm họ. Vào đầu tháng 8/2020, một vụ kiện được đệ trình tố cáo ông Rakesh Tamabatula và vợ là bà Jacqueline Thảo Nguyễn, người điều hành công ty QYK Brands LLC, đã thực hiện các hành động tiếp thị lừa đảo và gây hiểu lầm. Đơn khiếu nại cho biết vào đầu tháng 3/2020, cửa hàng Chloe đã bắt đầu quảng cáo dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, tấm che mặt và các sản phẩm khác trực tuyến và nói rằng hàng hóa sẽ được giao ngay trong ngày đặt hàng. Tuy nhiên, trong suốt tháng 3, tháng 4 và tháng 5, Chloe đã tiếp tục đưa ra hứa hẹn về thời gian giao hàng nhưng không thực hiện khiến cho khách hàng than phiền. Theo tờ Orange County Register đưa tin, thì ông Tamabutala cho biết là phía cửa hàng đã rất tích cực phản hồi khách hàng và luôn cập nhật cho khách hàng về sự chậm trễ mà họ phải đối mặt vào thời điểm đó do số lượng đơn đặt hàng họ nhận được nhiều hơn là lượng hàng tồn kho. Ngoài ra, đơn khiếu nại cáo buộc cô Thảo Nguyễn đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về khả năng điều trị và ngăn ngừa COVID của loại bột Protein Based Immune IgG được bán với giá là 89 Mỹ Kim và đưa ra thông tin sai lệch rằng sản phẩm đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt. Wow! Thưa quý vị, thêm một trung tâm hỗ trợ di tản cho cư dân quận hạt Santa Clara được mở ra tại Morgan Hill. Theo bản thông cáo báo chí ngày 24 tháng 8, 2020, thì các viên chức thành phố Santa Clara đã mở thêm một trung tâm hỗ trợ di tản dành cho cư dân quận Santa Clara. Trung tâm đã mở cửa vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ Năm tại trường trung học El Soprato, số 401 đường Burness Avenue tại Morgan Hill. Trung tâm hỗ trợ di dân đầu tiên đã mở ra vào ngày thứ Tư tại Thư viện Bipitas. Trung tâm sẽ giúp hỗ trợ những người đã buộc phải di tản khỏi nhà của họ hoặc là nhận được khuyến cáo có thể phải di tản do đám cháy SCU Learning Complex. Trung tâm hỗ trợ di tản sẽ có nhân viên của Hội Hồng Thập tự Hoa Kỳ trực ở đó để mà hỗ trợ những cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc di tản và xác định những nguồn hỗ trợ cần thiết. Trung tâm này không phải là nơi trú ẩn mà là nơi hỗ trợ cư dân nơi ở tạm thời. Tất cả các cư dân cư trú tại nơi có lệnh di tản phải cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức trước đám cháy rừng đang di chuyển nhanh và khó lường. Số điện thoại khẩn cấp và trang tìm kiếm thông tin về lệnh di tản do đám cháy SCU Lightning Complex dành cho cư dân hạt Santa Clara đã được thành lập. Quý vị có thể gọi 408-808-7778. Số điện thoại khẩn cấp này chỉ dành cho người dân, không phải là thông tin chung về các vụ cháy rừng, kính thưa quý vị. Quý vị thân mến, vì thành tích công an Hà Nội cướp công cứu trẻ sơ sinh ở Gia Lâm. Tin đến từ Hà Nội, vì muốn ghi thành tích để nhanh được thăng tiến, công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tự nhận cứu một bé cháu sơ sinh bị bỏ vào giữa khe hẹp của hai bức tường, trong khi cháu bé được cứu bởi một nhóm người dân trên địa bàn. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 8 khi người dân ở thị trấn Châu Quỳ phát hiện bé sơ sinh bị mắc kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà. Một nhóm 3 đến 4 công dân ở trong xóm đã sử dụng khoan để đục tường và đưa cháu bé đi cấp cứu.
cháu bé mới được sinh ra và có lẽ đã bị mẹ bỏ rơi. Quý vị thân mến, người dân cũng gọi điện báo cho công an huyện Châu Quỳ và đơn vị này đã điều động đội cứu hỏa đến hiện trường. Tuy nhiên khi họ đến thì những người dân địa phương đã gần hoàn thành việc đục tường và đưa cháu bé ra ngoài và lính cứu hỏa chỉ quan sát. Tuy nhiên vào tối cùng ngày, trên trang Facebook của mình, công an thành phố Hà Nội lại cho rằng công an huyện Gia Lâm đã thực hiện vụ giải cứu. Trong bản tin đó, công an còn trưng ra bức ảnh của hai sĩ quan công an và hai lính cứu hỏa chụp cùng cháu bé. Dư luận xã hội và cư dân mạng đã vô cùng bất mãn của hành động của công an huyện Gia Lâm và công an thành phố Hà Nội là cướp công của dân thường. Kính quý vị, nhiều đơn vị công an ở Việt Nam thường đạo diễn những sự việc trong đó sĩ quan công an làm những điều tốt như dắt người già qua đường hay đưa học sinh đi thi. Tất cả những sự kiện như vậy đã bị cư dân mạng phê bình là dàn cảnh nhằm cải thiện hình ảnh lực lượng công an vốn ngày càng xấu đi vì tham nhũng và lạm quyền. Kính thưa quý vị. Quý vị thân mến, nhiều người dân phải ngụp lặn dưới nước để cắt lúa vì nhà cầm quyền chặn dòng chảy. Tin đến từ Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 8 năm 2020 loan tin, hàng chục gia đình ở xã Cư Sang, huyện Emtrak, tỉnh Đắk Lắk đang phải ngụp lặn dưới nước để thu hoạch lúa non sau khi bị nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk đắp đập chặn dòng nước, nhấn chìm hoa màu của họ. Theo báo Tuổi Trẻ, vào năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam đã phê duyệt dự án hồ chứa nước Krông Bách Thượng ở tỉnh Đắk Lắk với diện tích gần 2.300 hectare đất và hơn 663 gia đình buộc phải di cư để nhường chỗ cho dự án. Kính thưa quý vị, sự việc đã diễn ra 11 năm nay, nhưng nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thuê cố vấn đo vẽ trích lục bản đồ giải thửa để lên phương án đền bù cho người dân cũng như là san bằng mặt đất tại địa phương. Tuy nhiên, việc xây dựng dự án hồ thủy lợi với số vốn là 4.400 tỷ đồng vẫn được thực hiện như bình thường. Đến tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản đã đồng ý cho nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk chặn dòng tích nước thực hiện công trình đập chính của dự án. Trong khi đó, phía trên con đập đang có 800 hecta diện tích cây trồng của gần 700 gia đình nông dân. Việc đắp đập chặn dòng cộng với mưa lũ đổ về đã khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị chìm trong biển nước. Quý vị thân mến, quá tiếc của, nhiều người dân đã phải ngụp lặn dưới nước để cắt lúa. Ông Giàng Xeo, chúng bất mãn nói, người nước lũ đã cướp mất mùa thu hoạch của gia đình ông do nhà cầm quyền đắp đập chặn dòng mà chưa bồi thường. Ông chúng cho biết thêm, nước dâng bất ngờ đã khiến cả làng ông bị ngập, bị cô lập. Việc thu hoạch lúa cũng chỉ là vớt vát lại chút công sức đã bỏ ra, chứ lúa vẫn còn non mà đã bị ngập dưới nước. Kính thưa quý vị,